Một cái thông tin cực kỳ là vui mà em muốn cập nhật cho tất cả những bác nào mà hiện tại đang tham gia cái nền tảng khai thác cái đồng token OLX này ở trên cái sàn Onnert nhá. Thì buổi chiều ngày hôm nay em có nhận được một cái thông báo ở trên cái fanpage của cái nền tảng sàn Onnert này, thì nó cho chúng ta chuyển cái số lượng token OLX mà chúng ta tham gia khai thác ở trên cái ứng dụng Telegram ấy là các bác có thể chuyển về cái ví Onnert này rồi. Đây là một cái tin cực kỳ là vui và cho thấy rằng đây là một cái dự án Anadolu hoàn toàn là miễn phí, và chắc chắn rằng trong tháng 9 này chúng ta sẽ thành công với cái dự án OLX này. Tuy đến cái thời điểm bây giờ chúng ta chưa biết được giá của một cái đồng OLX này là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta đã tham gia, và những bác nào mà chưa tham gia thì ngay bây giờ các bác có thể tranh thủ tham gia luôn để chúng ta có thể sở hữu cho mình được một cái số lượng token nhất định ở cái đồng coin OLX này nhá. Và tháng 9 này khi mà nó công bố giá của cái đồng OLX này thì lúc đó các bác có thể quy đổi ra cái đồng VLDC và các bác có thể rút về tài khoản ngân hàng của các bác bất cứ lúc nào đều được. Đây là một cái kèo khá là ngon nha các bác nhá. Ví dụ như là bây giờ chúng ta không quan trọng về giá nhá. Đấy, chúng ta cứ kiếm được cái số lượng token là chúng ta đã có lúa rồi. Đấy, đây là một cái kèo khá là ngon và đã có thông báo chuyển về cái ví Onnert rồi. Và đây các bác có thể thấy này, nó sẽ có 3 bước này và nó sẽ hướng dẫn chúng ta chuyển cái đồng coin OLX này về cái ví Onnert này rất là chi tiết. Còn bây giờ em sẽ vào hướng dẫn từng phần một để các bác có thể chuyển được cái số lượng token này về cái ví Onnert làm sao nó đơn giản nhất nhá. Đây bây giờ em sẽ vào này. Đây là cái tài khoản của em ở đây nhá. Thì em tham gia cũng không được nhiều. Ở đây của em có là 547.000 cái đồng token OLX ở đây. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là chuyển cái số lượng token này về cái ví Onnert của chúng ta. Đầu tiên để chuyển thì các bác sẽ ấn vào cái phần bên này. Đó, các bác ấn vào đây cho em này. Rồi, sau khi các bác ấn vào đây nhá, thì nó sẽ hiện ra, đối với những bác nào lần đầu tiên, nó sẽ hiện ra một cái bước như thế này để chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ liên kết với cái ví Onnert. Đấy, kết nối tài khoản với cái ví Onnert nhá. Bắt buộc chúng ta cần phải có cái ví Onnert thì các bác mới có thể tham gia khai thác ở cái đồng OLX trên cái sàn Onnert này. Bác nào mà chưa có ví Onnert thì các bác có thể tạo luôn cho em cái đường link đăng ký và tải cái ứng dụng Onnert này. Em sẽ để dưới phần mô tả nhá. Hiện tại thì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi để chúng ta có thể tham gia khai thác, nên là các bác có thể tranh thủ luôn. Sau khi mà các bác đã đăng ký và xác minh được cái tài khoản ví Onnert và nạp tiền vào ví dụ 50k để trở thành khách hàng tin cậy ấy, là các bác có thể hoàn thành được hết cái mục này cho em nhé. Xác minh danh tính là xác minh bên Onnert nhé, và nạp tiền vào cũng là nạp tiền bên cái ví Onnert của các bác ấy, nạp chỉ cần 50k vào thôi. Sau đó 50k đó các bác có thể rút ra bất cứ lúc nào đều được. Cái ví Onnert này nó giống như là cái ứng dụng ngân hàng ấy, khi mà các bác nạp 50k vào thì các bác có thể rút ra cũng được nhé. Ở đây nó báo hợp lệ là chúng ta có thể rút được rồi nhá. Đây em sẽ quay trở lại đây này. Sau đó bây giờ lại ấn vào tiếp tục cái mục đó cho em này. Đây bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác rút. Ví dụ của em có 547.000. Đấy thì em sẽ rút hết cái chỗ này. Em sẽ ấn một phần rút về ví ở đây nhá. Rồi sau đó em sẽ chờ một lúc ở đây này. Bây giờ nó đang báo nhá. Nó đang quay quay này này. Đấy thì chúng ta sẽ chờ một lúc ở đây. Như vậy là em đã rút thành công cái số lượng token của em và cái ví Onnert nhá. Nó báo ở đây là không cái đồng OLX ở đây rồi. Và trong cái thời gian mà chờ đợi cái số lượng token OLX này nó chuyển về cái ví Onnert của em ấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cách thức các bác tham gia khai thác và nhận được thật là nhiều cái số lượng token cái đồng OLX này nhá. Ở đây để tham gia được thì các bác cần phải có cái ứng dụng Telegram các bác nhá. Phải cần có cái ứng dụng Telegram này, các bác lên cửa hàng CS Play này, các bác ghi Telegram ra, sau đó các bác cài đặt, các bác mở lên, rồi các bác đăng ký bằng cái số điện thoại, sau đó các bác sẽ ấn vào cái phần link mà em để dưới phần mô tả ấy. Sau đó các bác vào đây, các bác ấn này, đấy chúng ta sẽ kích cái ngón tay vào đây là chúng ta ấn, sau đó khi mà các bác ấn này thì chúng ta sẽ nhận ở đây, đây là cái phần nhận token này, đây ví dụ em vừa ấn được 16 thì em sẽ ấn vào đây để em nhận, đây nó hiện là đang nhận ở đây nhá. Ngoài ra thì hiện tại ở đây nó còn có rất là nhiều những cái phần nhiệm vụ khác để các bác có thể tham gia và các bác có thể làm. Ví dụ nhiệm vụ hàng ngày này, các bác có thể kết nối ví tôn này, mời bạn bè này, tham gia tài khoản liên kết này,
Đấy, các bác thích fanpage Facebook này, tham gia cộng đồng honor trên Facebook này, bình luận bài viết này. Đấy, sau khi mà chúng ta làm được hết những cái nhiệm vụ này là cái tổng số lượng token chúng ta nhận lên tới rơi vào khoảng độ là hơn 40.000 nhá, hơn 40.000 cái số lượng token OLX này. Đây là một cái số lượng token khá là nhiều. Còn bên này là cái phần sáng tạo trên YouTube. Đấy, cứ 10 cái này trên một lượt xem này. Ví dụ bác nào mà muốn thì các bác có thể đăng nhập vào đây để chúng ta có thể nhận được thêm. Còn cái này là cái phần chu kỳ. Chu kỳ này thì dành kiểu như là chúng ta gửi lãi cái đồng OLX này ấy. Bên này là bạn bè. Ví dụ như là bác nào mà đi giới thiệu bạn bè được nhiều thì các bác có thể nhận được cái số lượng token. Ở đây thì của em có 50 bạn bè thôi. Đó, có 50 bạn bè thôi thì em nhận ở đây. Nó sẽ hiện lên cái số lượng token ở đây. Bên này là cái phần ví nhá. Chúng ta cứ kết nối với cái ví Honor của chúng ta. Ở đây là các bác có thể rút được cái số lượng đồng OLX này về cái ví Honor của các bác nhá. Đấy là cái cách mà em chia sẻ làm sao để các bác có thể tham gia và nhận được cái số lượng token OLX này thật là nhiều. Bởi vì cái thời gian của nó không còn nhiều đâu, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi. Ở đây là nó thông báo trong cái tháng 9 nhá. Trong cái tháng 9 này là nó sẽ cho chúng ta quy đổi ra VLDC hoặc là USDT. Nên là chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, chúng ta có thể tranh thủ tham gia khai thác và nhận luôn. Vừa là em có làm một cái thông làm một lệnh rút rồi. Đây em sẽ kiểm tra xem nào, xem là cái số lượng OLX này được chuyển về ví chưa. Thì vừa nói xong này, các bác có thể thấy này, ở đây em đang nhận được là 547.470 cái số lượng đồng OLX này và cái ví Honor rồi nhá. Bây giờ em sẽ đăng nhập vào cái ví Honor của em để em kiểm tra xem cái số lượng đồng OLX này của em được cộng về ví chưa nhá. Khá là nhanh nhỉ, trong vòng chắc chỉ tầm 1 phút thôi nào nó đã chuyển về ví Honor rồi. Em vừa đăng nhập vào cái ví Honor nhá. Đây, các bác có thể kéo xuống bên dưới này cho em này. Đây các bác có thể thấy này, 547.475 cái đồng ví đồng OLX ở đây. Đó, vừa nhận được cái thông báo này, lịch sử đây, cái số lượng token OLX đã được chuyển về ví thành công ở đây rồi. Rồi bây giờ thì hiện tại nó còn có cái chương trình mà cái đồng OLX này các bác có thể nhận được cái đồng cách nữa nhá. Đây các bác ấn vào cái mục Farmy này. Ấn vào cái mục Farmy này. Đó, sau đó các bác có thể kéo xuống bên dưới này, các bác có thể để ý ở đây này, nó có cái phần đó là lạp OLX vào đây. Chúng ta có thể ấn vào đây này. Và hiện tại còn hơn 1 tiếng nữa thì chúng ta có thể lạp vào và chúng ta có thể nhận cái đồng cát này nhá, mờ cát này. Đấy cũng là một cái phần thưởng. Ví dụ như là hiện tại nó chưa cho chúng ta quy đổi cái đồng OLX này thì chúng ta có thể tham gia cái phần Farmy này để các bác có thể nhận được những cái đồng token khác nhá. Nên là các bác nào hiện tại mà chưa tham gia cái kèo khai thác cái đồng OLX này thì các bác có thể tranh thủ tham gia luôn. Đây là một cái kèo hoàn toàn là free nhá, hoàn toàn là miễn phí. Và chắc chắn rằng trong cái tháng 9 này, cái kèo này sẽ thành công dành cho tất cả những bác cũng như là những người dùng tham gia khai thác hoàn toàn là miễn phí. Nên là em sẽ chúc tất cả các bác là chúng ta sẽ đều thành công và đều kiếm được một cái số vốn ở trên cái nền tảng VONEARTH và khai thác cái đồng OLX này. Thì ở trên cái nền tảng này, bác nào mà không hiểu thắc mắc gì, các bác có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hướng dẫn nhé. Bây giờ em sẽ sang quay và trao quà cho những bác may mắn nhất ở cái video đặt trước đây. Bây giờ thì em sẽ dán cái đường link video đặt trước của em ra đây nhé. Và xem video đặt trước của em có bao nhiêu bình luận đây. Các bác tham gia xem video trên kênh của em, các bác còn có cơ hội nhận được cả quà nữa. Đó, video đặt trước có 36 bình luận thôi. Dạo này cái số lượng bình luận càng ngày càng thấp thế này. Xin chúc mừng bác đầu tiên này. Ngày hôm nay em sẽ tặng là 3 bác nhé. Đây là bác thứ 2. Rồi bây giờ em sẽ chọn ra bác thứ 3. Sau video này 3 bác chụp cho em cái số thứ tự gửi qua bên Zalo. Em sẽ tặng mỗi bác một phần quà nhé. Video này của em kết thúc ở đây. Em xin chào tất cả các bác.